trong bao nhiêu năm tin vào chúa đây là lần đầu tiên bác nghe có người tương giao rằng đức chúa trời đã nhập thể và đang thực hiện công tác phán xét dù cho điều này không hợp với các quan niệm trước đây của bác nhưng nó lại thực tế và phù hợp với kinh thánh lời tương giao này thật sự đã khai sáng cho bác rất nhiều tuy nhiên vẫn có một điều bác không hiểu bác đã tin chúa hơn nửa đời mình Bác đã làm gì không mệt mỏi vì Chúa Và đã không ngừng tìm kiếm sự tai lầm của Ngài Nếu Chúa đến Sao bác không nhận được sự mặc khải Ngài đã loại trừ bác sao Điều này khiến bác rất hoang mang Bác muốn nghe lời tương giao của các cháu Các cháu giải thích điều này sau đây Phải đó Những năm qua Chúng ta đều giữ một niềm tin chúng ta đã lao công vì Chúa Nên khi Ngài đến Ngài phải mặc khải cho chúng ta trước chứ Phải Con người nghĩ rằng nếu mình tin Chúa hết nửa đời Lao công vì Chúa và dõi mắt chờ đợi sự tái lâm của Ngài Thì khi Chúa tái lâm Ngài sẽ mặc khải cho họ Đây là quan niệm và tưởng tượng của con người Chứ không phù hợp với sự thật của công tác Đức Chúa Trời Phải Người Pha-ri-si Do Thái đã đi khắp lục địa và biển cả Để truyền bá con đường của Đức Chúa Trời Đức Chúa Giêsu có từng cho họ mặc khải nào khi Ngài đến không? Còn về các môn đồ theo Đức Chúa Giêsu, ai trong số họ theo Đức Chúa Giêsu vì họ đã được mặc khải nào? Không một ai cả. Có thể lập luận rằng phi rơ đã tiếp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Nhưng đấy là sau khi phi rơ đã theo Đức Chúa Giêsu một thời gian và đã nghe Ngài giảng một thời gian. Có được vài hiểu biết về Ngài trong lòng chỉ khi đó ông mới tiếp nhận sự mặc khải từ Đức Thánh Linh và có thể nhận ra thân phận thật sự của Đức Chúa Giêsu, chắc chắn Fierre không nhận bất kỳ mặc khải nào trước khi theo Đức Chúa Giêsu. Đó là sự thật. Những người theo Đức Chúa Giêsu chỉ có thể nhận ra rằng Đức Chúa Giêsu đã đến messi đang đến sau khi nghe ngài giảng một thời gian. Họ không theo ngài bởi đã nhận được mặc khải trước đó cho phép họ nhận ra Đức Chúa Giêsu là ai. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bí mật ngựa xuống giữa nhân gian để thực hiện công tác phán xét. Hàng triệu người đã tiếp nhận và theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng không một ai trong số họ làm vậy vì đã nhận sự mặc khải từ Đức Thánh Linh. Chúng ta theo Đức Chúa Trời Toàn Năng vì chúng ta nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong khi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tương giao về lẽ thật. Phải. Những sự thật này chứng tỏ rằng khi Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác chắc chắn ngài không ban mặt khải cho bất kỳ ai để họ tin và theo ngài chưa kể đến trong những ngày sau rốt đức chúa trời bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét lời đức chúa trời phán với toàn thể vũ trụ là công tác của ngài trong những ngày sau rốt tất cả có thể nghe được tiếng đức chúa trời phát ngôn của đức chúa trời trong những ngày sau rốt đại diện lần đầu tiên từ khi đức chúa trời tạo thiên lập địa ngài công bố lời ngài cho toàn nhân loại và vũ trụ trong sách khải quyền đức chúa trời đã phán nhiều lần rằng ai có tai hãy nghe lời đức thánh linh phán cùng các hội thánh trong những ngày sau rốt đức chúa trời công tác qua việc phán lời ngài và bày tỏ lẽ thật để tìm kiếm chiên của ngài chiên của đức chúa trời có thể nghe tiếng đức chúa trời tất cả những ai nghe và hiểu tiếng đức chúa trời là chiên của đức chúa trời là những trinh nữ khôn ngoan những ai không hiểu tiếng đức chúa trời hẳn là các trinh nữ khờ dại trong tiến trình này mọi người được phân chia theo loại của mình Điều này cho thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan và công chính thế nào? Đức Chúa Trời đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phải. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lời của Ngài, quá nhiều tiếng của Ngài. Nếu ta vẫn không thể nghe và nhận ra Ngài, thì chẳng phải chúng ta chỉ là những trinh nữ khờ dại sao? Từ mỗi giáo phái, có một số tín hữu đã nghe được tiếng Đức Chúa Trời và trở lại với Ngài. Đây chẳng phải là những kho báo trộm được sao? Đức Chúa Trời đã bí mật ngự xuống để lấy lại những kho báu này để tạo nên nhóm những người đắc thắng trước các tai họa từ những người được cất lên trước ngay đức chúa trời đầu tiên ừ. còn với những người thụ động chờ được mặt khải của đức chúa trời nhưng không nhận ra tiếng đức chúa trời trong những lời ngài bày tỏ thì chỉ có thể nói rằng họ không yêu mến lẽ thật không biết chúa và không phải là chiên của đức chúa trời lẽ tự nhiên đây là những người bị đức chúa trời đào thải và loại trừ hệt như Đức Chúa Giêsu đã phán với Tô-ma. Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Trước đó Đức Chúa Giêsu đã phán, chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Ăn bữa tối với người và người với ta. Sự không ngoan của Chúa ở đây thật hiển hiện. Nếu Chúa mặc khải cho con người để họ tin Ngài, thế tại sao Chúa vẫn nói rằng chi của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Ngài? Chẳng phải như thế là mâu thuẫn sao? Đức Chúa Trời quyết định liệu người ta có thuộc về Ngài không, dựa trên việc liệu người ta có thể nhận ra tiếng Ngài không. Đây chính là sự công bằng và công chính của Đức Chúa Trời. Như mọi người thấy đó, những người không tiếp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà vẫn nhận ra tiếng Chúa và trực tiếp tiếp nhận đức chúa trời toàn năng là những người thật sự có phúc vậy nên khi tìm hiểu con đường thật thì việc tiếp nhận mặc khải của đức chúa trời không quan trọng điều mấu chốt là liệu ta có thể nhận ra tiếng đức chúa trời trong lời của đức chúa trời toàn năng không chỉ những người nhận ra lời của đức chúa trời hoàn toàn là lẽ thật và tiếp nhận ngài mới là những tín hữu đích thật là những người yêu mến lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của ngài nếu con người chỉ chờ đợi được nhận sự mặc khải của đức chúa trời thì thật khó để nói rằng liệu người đó có thật sự yêu mến lẽ thật và biết tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Thế nên những người đã chấp nhận việc Chúa đến, họ được vậy là nhờ lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra rằng lời Ngài là lẽ thật. Và đó là lý do họ tiếp nhận và phân phục sự tái lâm và công tác của Chúa. Chỉ những người như thế mới thật sự được cất lên trước Đức Chúa Trời. Nếu chỉ chờ đợi mặt khải của Đức Chúa Trời, mà lại bỏ bê việc tìm hiểu những lời mà Đức Thánh Linh phán cùng các khỏi thánh, thì người như thế bị loại trừ và vứt bỏ bởi công tác của đức chúa trời và sẽ nằm trong số những kẻ than khóc và nghiến răng khi bị chìm trong những tai ương